Em tưởng đâu là mướp không chứ. Dưa leo nó dài lắm, cái này nhỏ lắm, nhiều cái nó dài xuống tới đây mà giờ này chưa có hột đâu, nó non lắm chưa có hột. Dạ. Ngò ôm á. À cái này mình phải trùng bọc ni lông lại. Rồi để rút là cũng đổ nước nó ướt, là ướt nước như vậy nè nó mới sống được. À tại vì nó sống ở trong cái môi trường nước á. À đúng rồi đó, nó chịu mát nên là đỡ rồi. Chị giống như là một tay chăm sóc những cái cây á. Đây bạc hà. Đó bạc hà. Nói chung là trong cái khu vườn nhỏ nhỏ này, từ cái việc nấu canh chua hay là ăn rau sống đầy đủ hết, có xả nữa nè, cây xả nữa nè. Dạ. Đó, có đầy đủ hết á. Và sau một thời gian di chuyển, đoạn đường cũng khá là xa, thì Bùi Hồ cũng đã đến nhà của anh Minh. Và đứng kế bên Bùi Hồ đây là chị Mùi. Chị ơi, thì hiện nay thì ở đây thì chị làm cái công việc gì hả chị Mùi ha? Chị hả, chị làm bên hãng điện tử, chị làm về mấy cái con chip mà của iPhone với lại Samsung rồi đó. Chị làm lâu chưa? Chị làm 15 năm rồi. Dạ. Cái hãng Qualcomm 15 năm. Lúc đó thì ở Việt Nam thì chị ở tỉnh hay là Sài Gòn? Chị ở Sài Gòn, chị ở Tân Kỳ Tân Quý. Ở khu Tân Kỳ Tân Quý. Rồi bao lâu thì chị mới về Việt Nam lần, và cơ duyên làm sao mà chị với anh Minh lại gặp nhau tại đất Mỹ này? Chị quen ảnh từ bên Việt Nam. Rồi xong hai vợ chồng rồi cũng qua bên giấy tờ chụp chặt tới mười mấy năm chị mới qua vô xung hợp á, hai chồng á. Vậy là anh Minh qua đây trước là đã từng sống ở đây rồi, sau đó chị về Việt Nam, anh về Việt Nam thì anh với chị quen với nhau. Anh chị quen trước ở bển rồi. Vậy là quen trước ở bển rồi sau đó là mới cùng qua, bảo lãnh cùng qua đây qua luôn. Đây rồi ảnh mới bảo lãnh chị qua sao. Hiện nay anh với chị là anh Minh nói là có hai người con. Con lớn của chị thì học lớp mấy rồi? Nhỏ lớn thì nó học lớp 11, còn đứa nhỏ thì học, con gái học lớp 11, còn con trai học lớp 9. Vậy là chắc hai bé xinh giống cha giống mẹ. Thôi thì thưa cô bác anh chị là hiện nay thì tối đêm nay thì Bùi Hồ sẽ nghỉ lại tại nhà anh Minh với lại chị Mùi. Và trước khi vô trong nhà của anh với chị thì Bùi Hồ mời cô bác anh chị cùng với lại chị Mùi để tham quan vòng vòng cái khu vườn cũng như ngôi nhà của anh với chị ha chị ha. Khách đi du lịch là đi bộ. Dạ chị. Ôi mấy ở ngoài trước cái này có một cái vườn hoa đẹp quá chị ha. Cái này là ớt nè. Ớt kim nè. Ớt hiểm á. Ớt hiểm á. Nhưng mà ớt này thì em thấy chỉ ở Việt Nam mới có, nhưng mà ở đây vẫn có hả chị ở ha? Ở đây vẫn có. Dạ. Cay lắm á. Dạ. Ớt này cay lắm. Ở bên đây là có hoa hướng dương rồi khổ qua nữa. Khổ qua. Dạ. Vì sao chị lại trồng những cái cây ở Việt Nam để cho đỡ nhớ quê hương hay như thế nào? Đúng rồi, ở đây nói với lại mình trồng ở nhà mình ăn mình cảm thấy nó vui. Dạ thật ra thì đối với ở Việt Nam mà người con xa xứ mà qua tận bên đây á thì để trồng những cái cây này nhớ cái vị của quê hương, nhớ cái Có rau cải bè xanh nữa nè, cải bè xanh tốt lắm, lúc trước trồng nhiều lắm mà bây giờ thì nó có cải bè xanh á. Dạ, còn bên đây là hoa hoa cúc dài, hoa cúc rồi đôi lúc trước nó có rau không? Dạ, để chăm sóc cực không chị? Không, em ở đây trời khí hậu nó mát lắm nên trồng nó thoải mái lắm. Cây cối nào nó cũng đẹp hết. Dạ, đằng kia là có cả một cái cây cây táo đâu lại kia tí xíu đi ha chị ha. Bao lâu rồi chị chưa về Việt Nam chị Mùi? Chị mới còn năm mấy thôi, chị về năm mấy thì mới qua là về thì chơi. Ba mẹ của chị là ở bên đây hết. Ba mẹ trên đây hết. Dạ. Vườn cây đó nhiều khi chị đi làm nhà ba mẹ chị chăm sóc. Dạ. Cái cây táo. Đây là cây táo ha. Trồng bao lâu mà cái cây táo dễ thương ha, có trái hồng hết rồi kìa. Chừng 3-4 năm mà lúc trước cái cây đào này cũng trái nhiều lắm mà giờ nó chưa tới mùa. Dạ. Cái này là bông sống đời nè. Hoa sống đời. Còn cái cây nhỏ nhỏ cái đó này là ớt kiển. Dễ hơi thương ha. Và phía sau lưng có thể là đây ba là chị. Ba cô chị ha. Dạ. Bác qua đây lâu chưa bác? Bác qua cũng 11 năm rồi con. 11 năm. Bác qua thấy buồn không? Không có gì buồn. Dạ. Ở đây thấy tình trạng ở đây rất sướng, là bác bệnh hoạn là có chính phủ lo hết. Dạ, vậy là bác có quốc tịch ở Mỹ luôn rồi? Ba chị chưa có quốc tịch. Chưa có. Ba chị sắp sửa đi thi rồi, còn mấy tuần nữa ba chị đi thi quốc tịch. Dạ chị sau khi gặp anh Minh bảo lãnh thì chị lãnh chị bảo lãnh ba mẹ chị qua. Dạ.
À, đi vô trong hai cô bác anh chị. Thấy người Việt ở sống ở đây chăm chỉ lắm. Đường cái sạch sẽ. À, đây là khu đường xá mà cô bác anh chị biết ở mỗi một cái trước cửa nhà đều có cái hòm thư. À, hòm thư đúng rồi. Dạ. Em thấy em nghe anh Minh nói ngôi nhà của mình là dạng mobile home. À. Dạ. Thì ngôi nhà này ở đây cũng rất là đắt tiền đó cô bác anh chị. Ngôi nhà nhìn đẹp ha. Và tất cả các kiểu cách ngôi nhà ở ngay tại California này đều phải xây dựng theo dạng nhà gỗ hả chị ơi? À, nhà gỗ, tự nhiên nhiều khi nó có động đất á, dạ, thì nó sẽ có độ nhúng của nó đó. Dạ. Thì mình không có sợ nó bị sụp. Dạ. Đó, còn đây là dạ anh Minh. Dạ. Đây là cái khu vườn đằng sau của nhà chị nè. Ở đây giống như là một cái khu vườn mini á. Đó, cái này là chanh dây. Dạ. Chanh dây. Ồ, à. Chanh dây ha. À, đó nó có trái đó, chanh dây đó. Dạ. Ồ, hay ghê ha. Dạ. Dạ. Cái này là đào mai dây á. Dạ. Cái mai dây. Đây nè. Nè cà chua nè. Dạ. Trái quá trời đó. Cà chua. À. Còn này là rau măng tơi. Măng tơi. Em đó, măng tơi của Nhật, măng tơi của Nhật á. À, em tưởng đâu lá sâm không đây, chứ. Đây lá sâm, cây lá sâm đây. À, lá sâm bên này. Sâm đó hả? Dạ. À. Ở trên đây có những cái cây sống đời nè. Đó, nhìn đẹp ghê không cô bác quý anh chị. Và ở bên đây thì có cả cái cây ớt kiển. Đây là cây ớt chuông. Ớt kiển. À. Cái này là mình mua cái cây người ta có sẵn rồi đem về mình trồng hả? Cái này rau tí tô. Đầy đủ hết á. Hôm trước thì Bùi Hồ đi ra ngoài siêu thị á, gặp một nhánh rau tí tô vậy á, ngoài siêu thị là bán khoảng 50-60 nghìn tiền Việt có chị. Đúng rồi, khoảng 2-3 đô á. Ở đây bán mắc lắm hả? Đây là cái rau này rau cần tây hả? Dạ, rau cần tây này hả? Dùng để ăn với lại hình như là xào thịt bò với hủ tiếu Nam Giang. Dạ. Này lá quế nè em. Dạ. Đây lá mới ha chị ha. À. Này thơm lắm á. Còn cây này là cây quỳnh dao. Dưa leo nè. Cái không khí ở đây mát mẻ dễ mát, chịu. Đó dưa leo. Em tưởng đâu là mướt không chứ. Dưa leo nó dài lắm, cái này nó nhỏ lắm, nhiều cái nó dài xuống tới đây mà giờ nó chưa có hột đâu, nó non lắm chưa có hột. Em tưởng đâu là mướt không đây à. Nè, đây là bầu. À. Một cái khu vườn nó nhỏ nhỏ mà chị trồng đủ thứ hết á. Cam nè. Dạ. Đây là có cam nữa ha. À. Chị em được biết là những cái khu vườn ở đây chỉ tưới nước thôi, không có xịt sâu hay là xả phân gì hết đúng không chị? Không có phân. Đây nè, cái này rau ôm nè, đó ngò ôm nè, đó. Đó, nhìn dễ thương không? Tự cái này phải trồng ở trong cái bọc ni lông này mới được chứ trồng ở ngoài nó không có sống. Dạ. Đó, ngò ôm á. À, cái này mình phải trồng bọc ni lông lại. Rồi để lúc nào cũng đổ nước nó ướt, là ướt nước như vậy nè nó mới sống được. À, tại vì nó sống ở trong cái môi trường nước á. À, đúng rồi đó, nó có chịu mát nên là đỡ lên. Chị giống như là một tay chăm sóc những cái cây á. Đây bạc hà. Đó bạc hà. Nói chung là trong cái khu vườn nhỏ nhỏ này, từ cái việc nấu canh chua hay là ăn rau sống thì cũng có được á. Có đầy đủ hết, xả nữa nè, cây xả nữa nè. Dạ. Có đầy đủ hết á. Nhưng mà mỗi lần mà đi làm về á, hai vợ chồng mà cùng nhau chăm sóc gì mình thấy cái nó vui mà vui với không? Lại có ông bà ngoại ở nhà, có nhiều khi chăm sóc tuổi già đó, cứ đi ra vườn rồi nhiều khi nó đỡ buồn. Chứ chứ nhiều khi ở nhà, nhiều khi mình lớn tuổi mình không biết đi đâu, cứ chăm sóc cây cối cũng là niềm vui. Có một điều là người Việt thường hay mang một cái tư tưởng là qua cuộc sống bên Mỹ á, thì hai vợ chồng phải đi làm lật đật từ sáng đến tối và rất là vất vả, và thậm chí là hai vợ chồng đôi khi cả tuần thì chưa được gặp nhau. Thì em không biết là chị có thể chia sẻ cho em về cái việc làm của mình ở đây nó có vất vả giống như những gì người ta đã đồng đó. Tại vì nhiều người hai chồng mà nguyên một tuần không gặp nhau là tại vì người làm ca sáng, người làm ca tối đó, nên ít khi nào gặp nhau. Còn chị với anh với ông xã với anh Minh á thì làm chung sáng đi chiều về thì gặp nhau. Dạ. Nhưng mà bên đây thì sáng thì không có giống như bên Việt Nam mà sáng là đi ra tiệm ăn sáng rồi uống cà phê. Ở đây là tự túc ở nhà lo ăn hết, lo ăn sáng rồi xong lo lật đặt đi làm, rồi đưa con rồi đi học, nên cũng bận rộn lắm. Thật ra là văn hóa của mỗi cái quốc gia nó sẽ mỗi khác nhau. Ở Việt Nam là một cái văn hóa vỉa hè,
Thì mọi người sáng có thể là cùng gia đình đi qua một cái quán nào đó để đúng mình rồi, thưởng thức món ăn. Còn ở đây thì muốn bán một cái món ăn thì nó không hề đơn giản. Đúng rồi, đúng tại rồi. Tại vì muốn mở ra một cái cửa hàng thì phải đăng ký rồi phải học này kia nhiều lắm đúng nhưng, không chị? Nhưng mà ở đây thường thường bán, nếu mà muốn bán hàng ăn rồi thì có cuối tuần thì mới bán buổi sáng rồi ta ăn nhiều thôi. Còn ngày thường thì ít có ăn sáng lắm, cũng lo đi làm. Nhiều người ăn các sandwich hay người ăn một cái bánh gì nhỏ nhỏ cho đơn giản gọn đi làm thôi à. Đó. Từ sáng vậy phải đưa con đi học, làm rồi xong đưa con cái đi học rồi xong mới đi làm, người nào cũng vậy hết đó hả. Nhưng mà mình làm lúc trẻ mình còn sức khỏe mình cố gắng mình làm để khi mà mình về hưu mình đến cái tuổi già thì sẽ có nhà nước hỗ trợ, có chính phủ hỗ có, trợ nó có đầy đủ hết đó, nó có tiền hưu rồi tiền tiền già đầy đủ hết đó hả. Dạ. Làm hãng thì giống như là bên Việt Nam mình vậy đó, mình làm hãng thì nó cũng có benefit cho nguyên gia đình, bảo hiểm nguyên gia đình. Dạ. Miễn phí vậy đó. Còn nhiều khi như ở đây người lớn tuổi á, thì đi bác sĩ, đi bệnh viện thì không có trả đồng nào hết á. Còn như cỡ tuổi trẻ như mình á, thì nó chỉ trả một mấy bao nhiêu phần trăm thôi. Gia đình của chị thì đã đi qua bên đây hết chưa hay là còn người thân ở Việt Nam? Người thân của chị thì mấy đứa em chị ở bên Việt Nam thì tụi nó đứa nào nó cũng có cơ sở làm ăn hết rồi. Nên đứa nào nó cũng có cuộc sống riêng của tụi nó nên chị chỉ qua đây với ba má chị thôi. Nhưng mà người thân của chị có thường qua bên đây để mà du lịch hay là ghé thăm? Không, tụi nó bận rộn lắm. Chắc không qua đoạn clip của em thì chắc có thể là người thân của chị gặp được về cái cuộc sống cũng như là cái khu vườn tiểu cảnh, khu vườn rau của chị. Mà phải nói là đây là một trong những cái cảnh mà ở một cái nơi gọi là đất khách quê người, không phải là nơi mình đừng sinh ra, nhưng mà mang cái vị của quê hương, cái cảnh, cái cây của quê hương làm cho mình đỡ nhớ nhà hơn chị ha. Chị thích mấy cái này là chị làm để vừa khi ra ngắm nó cũng đỡ. Dạ. Mấy cái treo rồi đó hả? Dạ nhìn dễ thương quá. Em cũng từng đi Sài Gòn thì em biết ở Sài Gòn thì đôi khi có những ngôi nhà nó cũng diện tích nó cũng hẹp. Và những người sống ở Sài Gòn thì cũng thường thích tạo cái tiểu cảnh ở trong nhà giống vậy. Có nhiều khi hè rồi cũng muốn nướng mà bỏ barbecue rồi nướng ăn uống ở đây chơi cũng được nữa. Cũng vui hả? Dạ. Vui quá luôn nha. Cả nhà biết không, hiện nay là khoảng gần 7 giờ rồi đó, nhưng mà mặt trời thì cũng vẫn còn mặt trời chân lên cao vậy đó. Ở đây trời sáng hoài, ít khi tối lắm. Dạ, thông qua đoạn clip này thì chị có muốn gửi lời nào đến người thân, gia đình cũng như bạn bè ở Việt Nam không? Thì chị cũng gửi lời, giống như gửi lời thăm hỏi mọi người thôi. Thôi bây giờ mình sẽ lên ngôi nhà của chị tí xíu đi ha. Bây giờ sẽ lên ngôi nhà, cái mái ấm của anh Minh với lại chị Mùi. Một ngôi nhà rất là rộng luôn, cô bác của anh chị, diện tích rất là rộng luôn. Ở đây để được 4 chiếc xe, chị bỏ xe ngoài kia bớt rồi. Dạ, ở đây thì Mùi Hồ được biết là gia đình thì vợ chồng đi làm là mỗi người phải ăn chiếc. Đây là cái không gian gia đình của anh Minh với là chị Mùi. Phòng ăn rất là nhiều phòng luôn. Và tối hôm nay thì Mùi Hồ được ưu ái một cái căn phòng vé VIP luôn, VIP nhất ở đây luôn. Và thưa với cô bác anh chị, ngày hôm nay là ở đây thì từ trưa chị Mùi đã lật đật đi chợ mua những đâu nấu những cái món. Hôm nay là chị đẩy em hình như là nghe anh Minh đó. Món lẩu thái. Lẩu thường, bình thường cái lẩu không cay, hai loại lẩu. Ở nhà là tự nấu luôn nha cô bác anh chị. Còn đây là cái không gian bếp nè, là nơi cái sinh hoạt gia đình mỗi khi ăn uống hay là đoàn tụ thì sẽ ở đó hết. Còn đây là cái không gian phòng, và mỗi một phòng như thế là có một cái phòng tắm riêng hết luôn. Dạ, thì cho cô bác anh chị biết về cái không gian của gia đình của anh chị như vậy. Ở bên kia là cái phòng khách đó. Nó bên kia là phòng khách, rồi có máy tập gym chạy bộ. Nay được. Tắt mà. À. Tắt đi Vy ba. Đây là cái phòng khách hả chị ha. Con của chị hả? Con của chị, con gái của chị. Nó rồi lúc con mà chị sinh bé là ở Việt Nam hay là ở đây? Nó ở đây mà nó biết nó tiếng Việt. Tại vì nó làm thông dịch viên trong trường luôn, tiếng Việt trong trường. Ồ vậy hả? Con làm thông dịch viên luôn. Dạ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi?
ngồi như đàng hoàng. 16 tuổi. 16 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 11. Ở làm thông dịch viên là sao chú không hiểu là? Nói xíu mà làm thông dịch viên đây. Giống ba cái đứa mà mới qua Mỹ không biết nói tiếng Anh á, con thông dịch lại cho ba cô giáo hiểu. À, có nghĩa là trong lớp của con á là vừa có bạn nước ngoài, bạn Việt Nam. Dạ. Thì con sẽ làm nhiệm vụ là cô giáo mà dạy tiếng Anh á. Dạ. Thì sẽ dịch cho cái bạn đó hiểu. Mấy bạn bên Việt Nam mới qua đó chưa có làm tiếng Anh đó. Mấy bạn Việt Nam chưa gành thì con sẽ làm dịch. Vậy thì mình có lương không? Dạ không. Làm cho phụ thôi à. Làm phụ thôi hả? Dạ. Mai mốt là làm thông dịch viên cho chú luôn. Dạ. Chú có qua đây gặp ba mẹ thì biết được con, chú chúc con luôn chăm ngoan học giỏi, rồi sau này sẽ thành đạt ở ở vùng đất này, rồi sẽ trở về lại quê hương của mình để mà thăm lại quê hương. Dạ. Con có về Việt tụi Nam nó, chưa? Tụi nó dạ rồi, 4 lần rồi. Ồ, con thấy Việt Nam sao, đẹp không? Dạ đẹp, Sài Gòn đẹp. Sài Gòn đẹp. Dạ. Con được đi ở đâu nữa? Qua Hà Nội tí nữa. Ờ, à, được dạ. Đi mấy điểm ở Việt Nam rồi? Đi về đi Quảng Ngãi nó đi Quảng Ngãi. Con có giới thiệu với mấy bạn ở Mỹ là ở Việt Nam đẹp không? Dạ có. Ở Việt Nam cái gì cũng gần nhau. Ra nhà bước ra nhà thì có tiệm, muốn cái gì cũng có. Rồi bạn có nói như thế nào? Bạn nói sướng quá vậy. Rất là dễ thương chị ha, dễ thương này, xinh gái giống cha giống mẹ. Chúc con luôn trông ngoan học giỏi nha. Dạ cảm ơn chú. À chị Mùi ơi, thì em không biết là ở trong nhà của mình thì khi mà chị đi làm ở đây đó thì cũng đều giao tiếp bằng tiếng Anh hết. Kể cả anh Minh thì khách hàng của anh Minh cũng nói tiếng Anh hết và đặt book qua cái online hết. Online đúng rồi. Thì ở trong nhà của mình thì chị đã giáo dục các bé tiếng Anh từ nhỏ hay là ở trường? Ở trường từ nhỏ là nó biết hết rồi, vô trường là tự trường nó dạy hết rồi. Dạ, ở nhà của mình cũng nói tiếng Việt hết. Nói tiếng Việt nên tụi nó mới biết tiếng Việt, chứ ở đây nhiều khi mấy đứa nhỏ 8, 9 tuổi là nó không biết tiếng Việt. Nó toàn tiếng Anh không mà không biết tiếng Việt. Nên ở đây về có ông ngoại, bà ngoại rồi nhà nói tiếng Việt á, thì bắt đầu tụi nó nói theo. Dạ. Simon. Vậy là lớn lên thì giỏi, nó biết được hai ngôn ngữ rồi. À, Simon, ra biểu con. Con trai cũng sinh ra ở đây luôn hả chị? Nó sinh ở đây luôn, cũng là thông dịch viên ở trong trường luôn đó. Con tên gì? Dạ tên Simon. Simon, con có về Việt Nam với mẹ không? Dạ. Con có thường về Việt Nam với ba với mẹ không? Dạ có. Dạ hả? Con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 9. Lớp 9 rồi, cao hơn cả chị luôn. Cao. Dạ. Chị lớp 11 rồi. Nó chơi bóng chuyền. Sau này con sẽ học nghề gì? Sau này nếu như mà lớn lên thì con sẽ ước mơ là sẽ trở thành? Dạ chưa có biết. Con chưa biết ha. Dạ, chưa biết. À sau này con có muốn về Việt Nam sống không hay là sống ở đây với cùng với ba mẹ luôn? Ở đây ha. Dạ. Anh thích Việt Nam lắm. Việt Nam thích đi xe máy, xe Honda nó chở đi, anh thích anh đi tối ngày mà được. Ủa ở đây ô tô không, về Việt Nam đi xe máy không sợ hả? Nó mát hơn. Nó mát. Nhưng mà ở Việt Nam mình đi xe máy thì nó tiện, vô những cái con đường nhỏ nhỏ thì nó tiện hơn. Nó thích lắm, nó về bển là nó đi xe máy không mà nó thích lắm. Dạ. Rồi nó thích đi gội đầu rồi. Về Việt Nam thì thích hơn đúng không? Dạ. Rồi thôi con làm việc của con đi ha. Dạ. Chị có hai đứa con dễ thương ghê ha. Giống cha giống mẹ mà. Lẩu à. Đây là review sơ tí xíu đi. À, đây là chị chuẩn bị, chị và anh chuẩn bị hết những cái phần này nè. Ồ, quá chu đáo luôn rồi. Thì bạn mới đem qua nè. Đó. Mới đem một vịt lộn chứ. Có ba con vịt lộn đó, bạn mới đem qua vịt lộn nè. Đó. Đó. Yeah. Hàng xóm mới đem qua đó. Ở đây ăn hộp vịt lộn luôn. À, có vịt lộn luôn. Vịt lộn rau răm. Trời, có rau răm luôn nữa nè, thấy chưa? Nghe chưa? Ở Việt Nam mình cái tình làng nghĩa xóm dễ thương lắm rồi. Rồi mít nữa nè. Mít đó. Ở đây cũng khác gì Việt Nam hết nè, cũng có xương sao bổ lụ nè, có xăm bổ lượng nè, thấy không? Ô, chị Mùi làm hết hả? Có này là hạt chia nè. Có hạt chia nè. Xương sáo hạt chia. Dạ. Đến nãy gặp Bùi Hồ đó. Anh Minh hơi khách sáo rồi. Thật ra là nếu như mà không nói thì cô bác anh chị và trong cái suy nghĩ của Bùi Hồ nha, là nghĩ mình đang ở Việt Nam chứ không phải nghĩ mình đang ở Mỹ. Thật là không nghĩ là mình đang cách ở Việt Nam là
hơn 10.000 cây số, nửa dòng cây đất mà ở đây toàn là nói chuyện tiếng Việt rồi. Hiếm có ha, hiếm khi nào gặp thôi, giống như là Việt Nam, cứ tưởng tượng như giống như đây là Việt Nam vậy đó. Dạ. Nhưng mà vậy thì đỡ với nhớ nhà chị ha. Ôi, nói chuyện tiếng Việt rồi được ăn món Việt trên đất Mỹ còn gì bằng. Cái gì cũng có trên á, ở đây Cali mình gì cũng có ha. Mấy tiểu bang khác không không đầy đủ gì đâu. Đúng rồi, mấy tiểu bang khác thì lắm mà. thiếu thốn hơn nhiều. Không nghĩ xa đây cả. Dạ, thôi em cảm ơn anh với chị. Cái thương với cô bác của anh chị một lần nữa thì Bùi Hồ phải nói là anh Minh với lại chị cũng như là hai bác rất nhiệt tình. Khi mà Bùi Hồ nói là có thể sau khi xin visa xong có thể đi Mỹ thì anh với chị đã có nghĩa là đã set up lên là từ đó là khoảng cách đó một tháng rồi. Và ngày hôm nay thì anh Bùi Hồ cũng nói ở trong video clip là anh phải nghỉ thay vì đóng cửa lúc 6 giờ nhưng mà anh đã 3 giờ đã đóng cửa rồi. Còn chị thì lật đật cũng nghỉ, ngày mai cũng nghỉ luôn. Ngày mai Mỹ xin nghỉ. Xin nghỉ luôn và chở Bùi Hồ đi một cái địa điểm hấp dẫn nhưng mà bí mật. Và cô bác anh chị nhớ đăng ký kênh theo dõi hành trình của Bùi Hồ với lại anh Minh với lại chị Mùi cũng như là xem cuộc sống người Việt ngay tại tiểu bang California. Rồi, cảm ơn anh chị nhiều, chúc anh chị cùng hai bé luôn có sức khỏe dồi dào và đặc biệt là càng ngày càng làm ăn càng phát tài rồi. Có thời gian rảnh là về Việt Nam chơi cho đã. Cảm ơn em qua đây dành thời gian ghé thăm anh chị. Dạ. Rất là nhiều. Dạ. Rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Về bên đó thì ở đây ai cũng thích về cuộc sống bên đất là ai cũng giống như người gặp ai cũng vui lắm. Nhưng mà cũng là bên Việt Nam lắm đó. Từ thiện là bên Việt Nam giúp từ thiện nhiều lắm đó. Con này nè. Chị này hình như là anh Minh nói là chị là con lai đúng không? Lai Mỹ lai mà lai này lai đẹp phải không? Lai này lâu chưa tin. Lâu rồi, năm tới từ. Em có thể phỏng vấn hỏi này nè, đi qua 84 là qua trước anh luôn. Anh 94 qua 84. Là 40 năm rồi. Nhà đẹp lắm. Dạ. Hay, thôi thì bây giờ thì Bùi Hồ chắc có lẽ tạm thời off clip ở đây tại vì mấy anh em sẽ dành cái sự riêng tư để ăn để mà tâm sự nhau nhiều hơn. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. Còn cảm ơn bác. Dạ bye anh. Chào quý vị khán giả. Dạ. Kênh Bùi Hồ. Dạ.